Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ cho mình xin một like và đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận tóc cần KBE nè bạn. Thì chương trình góp này nó có thể là như sau: dành cho 5.000 người tham gia trước thì nhận được tóc cần KBE nè, và random cho 5.000 người may mắn nhận tóc cần KBE nè. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video, mở cái link phong mình ra nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên, các bạn cho anh sao Discord nè. Thì tất cả những bạn nào mà tham gia đầu tiên thì chắc chắn là nhận được tóc cần KBE rồi. Rồi chấp nhận là mời nữa. Còn 5.000 người tham gia sau thì chờ random may mắn các bạn. Rồi ok. Bạn không có quyền truy cập vào kênh này. Rồi các bạn tham gia vào iDrop, vào nhóm Discord này các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời. Các bạn chết. Các bạn follow Twitter nữa các bạn. Và các bạn copy cái hashtag này nè các bạn. Và tăng 3 người bạn vào nữa các bạn. Rồi, các bạn like nè, các bạn chích dẫn cho tôi quýt nè. Các bạn dán hashtag đó vào và tăng 3 người bạn mình vào nữa các bạn. Để mình copy cái hashtag đó các bạn. Hashtag có cái hiệu là iDrop Solana iDrop. Rồi các bạn tự quyết lên nha các bạn. Sau khi tự quyết lên xong thì các bạn bắt đắp đỡ lên phong nè các bạn. Bạn bấm nút tiếp. Thì con này chạy trên nền tảng của Solana.io nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Discord của tất cả các bạn nè. Username Discord của tất cả các bạn thì các bạn mở Discord của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào qua cho bên cùng nè. Các bạn nhập trang avatar của mình nè. Các bạn copy username của mình nha các bạn. Quỳnh Trang Anh Thăng Sâm 160. Các bạn ghi vào đây nha các bạn. Quỳnh Trang Anh Thăng Sâm 160 nè các bạn. Cho anh chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow và tại tweet nè. Tiếp tục các bạn gửi lại một cái link retweet nè. Thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra nè. Bạn nhập vào 3 bên cùng, nhập vào một hồ sơ nè. Vì cái máy mình sắp hết pin nên ấy quá các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết cái bài các bạn đã tại tweet nha các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Con này thì chạy trên nền tảng của Solana các bạn. Thì các bạn nhấp vào đây, các bạn chưa có ví thì chạy ví Solana.io các bạn. Thì các bạn nhấp vào mật khẩu và bảo mật 12 chữ cụm từ khôi phục ví nữa thôi các bạn. Là các bạn có một cái ví các bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào ví nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nút nhận nè. Sau khi mình đã tự hình cho mình bấm yêu cầu iDrop, cái tự hình nó có tôi cần Solana trên ví luôn. Không biết tôi cái token này mình sẽ gỡ được hay là bán được hay không nữa. Rồi các bạn thử vậy đây. Rồi các bạn bấm tiếp nha các bạn. Rồi bắt buộc. What so? Để mình dịch ra các bạn ơi. Con này bắt buộc rồi. Thì câu hỏi của nó là bạn chọn con linh trưởng nào thông minh nhất trong phòng của tôi có thể giải một bài toán. Đây cái này cấp cha mới. Mình không biết chọn con gì luôn. ABE. Thì ABE phan các bạn. Thì dự án của nó thì mình các bạn chọn con tóc cần của nó nha các bạn. Ammoni thì các bạn chọn con ABE này đi các bạn. Các bạn chọn An. Các bạn ghi vào nha các bạn. ABE. Mình không biết có chính xác hay là không. ABE nữa các bạn. Thôi các bạn. Thôi mình sao mà rồi các bạn bấm gỡ là xong rồi đó các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tóc cần KBE đến đây cũng kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.